Một năm, tái bản liên tục, hơn 20.000 bản được bán ra, đạt giải thưởng danh giá. Cơn mưa lời khen từ độc giả. Vậy, bạn có tò mò quá trình ra đời của siêu phẩm Siêu Cò? Trải qua quá trình dài biên tập, chỉnh sửa, vào ngày 23 tháng 7, cuốn sách Siêu Cò chính thức được lên kệ, được ra mắt trước công chúng. Kể từ khi ra mắt, Happy Life và Làm Giàu Từ Kinh Doanh đã có nhiều hoạt động tích cực để gắn kết độc giả với cuốn sách siêu hot này. Và đúng với sự mong đợi, cuốn sách được mọi người yêu thích đón nhận với lượng review bùng nổ trên các gian hàng của Happy Life trên Tiki, Shopee và Lazada. Nhiều mini game được tổ chức để tạo động lực chia sẻ kiến thức từ các bạn độc giả. Tuyệt vời hơn, cuốn sách liên tục đứng top đầu sách bán chạy của Happy Life và Tiki và không thể không kể đến giải thưởng danh giá. Siêu Cò được bình chọn là sách kinh doanh đáng đọc nhất do báo Sài Gòn bình chọn. Kỷ niệm một năm ra mắt sách Siêu Cò, Happy Life, Làm Giàu Từ Kinh Doanh xin gửi lời cảm ơn chân thành đến với những độc giả, những bạn fan trung thành. Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành trên chặng đường kiến tạo tri thức cho thế hệ trẻ Việt Nam. Mọi người hãy cùng tham gia chương trình Check-in cùng Siêu Cò để đánh dấu mốc một năm phát hành sách Siêu Cò cùng trở nên ý nghĩa nhé. Sẽ có nhiều hoạt động để mọi người có thể tham gia. Thứ nhất, mọi người có thể thay khung hình avatar kỷ niệm một năm cùng Siêu Cò. Thứ hai, mọi người có thể tham gia cộng đồng Làm Giàu Từ Kinh Doanh của Happy Life để chia sẻ những bức hình cá nhân của mình và cùng cuốn sách Siêu Cò để đánh dấu mốc một năm ra mắt này thêm phần ý nghĩa nhé.